Ông Thái Quốc Thanh là cựu trung tá tình báo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chức vụ cuối cùng là tham mưu trưởng tiểu khu Long An. Sau 30 tháng 4, 1975, ông Thái Quốc Thanh bị bắt và tù cải tạo 13 năm. Sau khi ra khỏi trại tập trung, gia đình ông bị trục xuất ra khỏi nhà. Từ đó, ông sống ngay đây may đó. Tôi nghĩ rằng vì con tới trễ quá, thành ra sợ các anh không đợi được. Gia đình với vợ chồng và 6 con phải phân tán để mạnh ai nấy kiếm sống. Không có hộ khẩu, không ai được cấp chứng minh nhân dân. Chính vì vậy, ông không nhận được giấy mời phỏng vấn theo chương trình HO trước đây. Ủy ban cứu người vượt biển đã thành công trong việc đưa ông và phu nhân đến Hoa Kỳ qua chương trình HR và đang can thiệp cho trường hợp của các con của ông. Tôi ngại lắm. Tôi xuống, tôi đứng đằng xa mà tôi thấy ông này, ông đứng mà có cô địa chỉ cái máy quay phim là tôi biết rồi. Tôi mừng quá rồi. Tôi sợ tôi tới trễ đó. Dạ hiểu. Thành ra chắc là anh em đi về chứ đâu mà ở đây. Ngày 20 tháng 2, ông và phu nhân đã đến bến bờ tự do và hiện định cư ở Bowling Green, Kentucky. Mấy cái biết không? Từ Sài Gòn đến Tokyo, tôi phải ở đó một ngày. Từ sáng tới chiều, rồi tối lại mới lại lên máy bay đi qua Los Angeles, Los Angeles ở lại một buổi. Một buổi rồi cái buổi chiều đâu có không có máy bay đi thẳng về Nashville, phải đi lên Colorado. Xuống sân bay Denver, rồi xuống ở sân bay Denver đã chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Đi về đây. Không. Cái việc đầu tiên là ông sẽ đưa mình tới với gia đình người Việt ở tại Bowling Green nữa. Không, không, bác về nhà ở cái đó. Ông thì về không có đồng nào hết. Vậy. Phải nói cái chương trình này đi thế này á. Thì trước nhất là nhờ bên này. Bên này thất lòng giúp gia đình tôi. Thưa với bác Hải thế này nhé. Bác có tiền, bác có giấy tờ đủ, bác không có tiền, bác không lo được. Là vì nó bắt tôi phải có cái hộ khẩu gốc. Mà nó không cho tôi hộ khẩu gốc. Bà bác biết là muốn điên đầu luôn đó bác. Nó chạy muốn khùng. Nhưng mà dù điên dù cực thế nào chứ nữa mà được sang bên này để mà nhìn được các vị ân nhân đây, tôi rất cảm ơn, tôi rất vui. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của quý vị để giúp chúng tôi tiếp tục can thiệp cho hàng ngàn trường hợp cựu tù nhân chính trị đến bên bờ tự do.